Các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ là làm là video hướng dẫn các bạn tô màu những bức tranh mà các bạn yêu thích. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa hãy cho mình xin một lần like và đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Tiếp tục tô màu nhé. Vì yêu luôn bay trong vàng. Mẹ nó kỳ quá rồi. Vừa là mấy là tâm một xong, nếu các bạn thấy hay cho mình xin một like và đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu một chút. Nồng ấm mai bên anh. Nào, bao anh chị ra điện ốc rồi. Bao mày bao? Bao làm gì đấy? Bao làm gì? Bao anh chị ra mà điều đấy một phẹt.
mẹ đuổi mày là mới đeo mình cái gì ai anh chạy cho vào về là mình nhận ra bây giờ về là mới tông một xong nhau kỳ giờ. Hello tất cả các bạn, lại là mình đây. Video này mình sẽ làm một video là đi tô mỏ. Nếu các bạn thấy hay và ý nghĩa, hãy cho mình xin lượt like, đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô mỏ nha các bạn. Giấu ở trong sổ tiết kiệm ấy. À mình giấu ở ngoài đi. Mà nó có kiểu nó giữ tiền họ mấy tháng luôn, 3 tháng ấy. Xong mình được thêm tiền như gửi tiền vào ngân hàng nữa. Xong một tháng được thêm mấy nghìn nữa. Có đéo hiểu được mà. Bực mà thi. Nói nghỉ 15 phút đi. Đi lên trên nhà nghe nhạc tí. Đi. Cái gì á, mình đi làm không nên được bị giải lao. Làm tiếng. Làm tí bài. Xuống lên đấy anh chọn lên quân lại xuống. Cho cầm mấy này đi tải đủ sổ đưa. Chiều 5 tiếng tiếp. Anh đi áo chiều 4 thôi. Gì? Đi đâu? Đi đây. Không đi nè. Đủ cái đỉnh mạnh. Mẹ đang tô dở đây. Ngáo à? Không dừa. Còn 3 phút nữa. Mẹ nó solo không mẹ? Khi mình nghỉ tầm 15 phút. Thôi, ta đánh lên quân rồi. Ta đánh danh mà. Mày cứ chơi đi. Có à, vua thôi. Đâu? Chơi tháng nhà sướng không? Đi mẹ. Đi nó. Mà lên em đợi. Đi nghỉ giấy lao rồi. Nghỉ giấy lao ở đâu? Lên trên kia nghe nhạc tí ngông lưng đất mất. không ngáo không nhận ra em đâu. Mất. Đây lại nó cái bên này đi. Này. Dậy. Cho mình ăn. Cú điệt mẹ quá, nó sạch từ đây là 7 tập thì mạnh lắm đi đào. Đại. Nó sạch một quen đấy. Đâu mới nè ở đây. Đây, về đây thôi. Rồi thì cầm ở đây để đi đi kỹ đã.
Vậy là mình nhắn tin tô màu xong, nếu bạn thấy hay cho mình xin một like đăng ký kênh. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều.